Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cho mọi người thấy là những cặp chim bồ câu gà ở trại mình nó khủng như thế nào. Đây là một cặp chim bồ câu màu vàng rơm mọi người nhé. Kích thước của nó và nó là siêu khủng luôn. Cặp này là 2 kg một cặp đây mọi người. Mình nếu mà mình thả ra ngoài ấy, thì nhìn nó y như gà. Tại vì cái bộ khung của nó thì nhìn không khác gì gà. Nếu mà mình thả lẫn ngoài vườn, nếu mà mọi người nuôi á ở thành thị hay nông thôn á, mọi người muốn thả rông như thế này đều có thể thả được. Hoặc là nuôi nhốt từng lồng như là ở trại bồ câu của mình thì đều có thể nuôi được. Đây là mình thả để cho mọi người thấy là nuôi chim bồ câu mọi người thả cũng rất là ok. Và chim bồ câu gà Mỹ này nó vẫn bay bình thường. Nhiều người hỏi mình đó là chim bồ câu gà Mỹ thả thì nó có bay được không? Thì hầu như là nếu như mà chim á, mà cái dòng chim mà không bay được thì hầu như chắc mình nghĩ chỉ có chim cánh cụt thôi. Chứ chim bồ câu gà hoặc là những dòng chim bồ câu khác mà thuộc dòng chim bồ câu đi thì đều có thể bay rất tốt. Chẳng qua là mọi người có thả nó ra hay không. Thì cái con chim bồ câu, đây là con chim bồ câu trống mọi người. Đây là con chim bồ câu mái này. Thì mọi người có thể thấy là cái con chim bồ câu này, cái diều của nó này. Đây không phải là nó bị bệnh đâu mọi người nhé. Đây này. Là cái diều của nó là nó ăn quá nhiều á. Con này là đang ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều cám á. Tại vì hôm mình có bận đi chúc Tết và mình để cám cho nó ăn khoảng 2-3 ngày một lúc á, thế nó ăn nên là cái bồ diều của nó sưng lên. Và cũng rất may đó là nó không xảy ra tình trạng chướng bồ diều, mà diều của nó chỉ bị nặng thôi. Đây, cái bộ khung của nó mọi người thấy đã không? Đây là cặp màu vàng rơm. Thì có thể nói là trên thị trường hiện nay á, thì mình cung cấp dòng chim bồ câu gà Mỹ, nó có 2 cái màu, dòng chuẩn nhất cái màu á, đó là màu nâu đỏ và vàng rơm. Màu nâu đỏ thì nó thịnh hơn, màu nâu đỏ thì nó mang lại một cái sự thịnh vượng và tiền tài đó. Còn màu vàng rơm thì cũng có nhiều anh em rất thích, tại vì nó gần giống với màu vàng của con gà đó. Thì hôm nay thì mình giới thiệu để cho mọi người thấy luôn, đó là ở trại mình có những cặp chim bồ câu 2 kg một cặp. Còn chim bồ câu mà chuẩn bị đẻ vào đẻ thì nó chỉ nằm ở cái độ tuổi đó là cái trọng lượng của nó tầm khoảng 7 đến 8 lạng một con thôi. Còn nếu mà anh em mà nuôi mà thời gian lâu á, tầm khoảng 5 rưỡi đến 2 năm trở lên á, thì nó mới phun được cái trọng lượng. Tại vì nhiều người bà con hỏi mình mua chim bồ câu gà Mỹ thì cứ thích to. Nhưng mà mình trao đổi cho mọi người biết là chim bồ câu càng to thì đương nhiên là nó đã già rồi. Già thì nó mới to được. Nên là nếu mà anh em nào mà muốn nuôi vừa đẹp, vừa muốn nhân giống và vừa muốn nó đẻ nhiều á, thì anh em mua cái chim bồ câu mà chuẩn bị vào đẻ hoặc là đẻ những cái lứa đầu tiên á, thì nuôi rất là ok và rất là đẹp. Và cái bộ khung của nó là cực chuẩn, lông đẹp và cái cườm của nó thì nó kiểu như là cái lông máu ở cái cườm của nó thì nó đổi sẽ rất là sẫm hơn. Còn đương nhiên đối với anh em nào mà thích to thì sẽ có những cặp bồ câu to cho mọi người. Còn chim bồ câu gà Mỹ thì cái giá của nó thì cao hơn chim bồ câu Thái mọi người nhé. Chim bồ câu gà Mỹ là cái dòng chim bồ câu to nhất hiện nay đó, thì cái giá của nó thì nó cao hơn đối với những cái dòng chim bồ câu khác. Nên là nhiều lúc anh em mua thì đúng là cái số lượng anh em mua cũng hạn chế. Và trong năm 2022 vừa qua thì có thể nói là mình bán chim bồ câu gà Mỹ này bán số lượng rất là nhiều, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh họ nuôi rất là nhiều. Và hầu như là những nhà nào mà có sân thượng á, hoặc là công ty, hoặc là nuôi trong nhà, hoặc là nuôi vài cái lồng thôi mọi người, thì nhốt tầm khoảng 5 cặp đến chục cặp nuôi vừa để phong thủy thịnh vượng, vừa để phục vụ ăn uống luôn và biếu luôn. Tại vì một lần chim bồ câu đẻ thì đẻ 2 trứng, và một con chim bồ câu ra ràng của bồ câu gà Mỹ thường cái trọng lượng của nó tầm khoảng 6 lạng. Và để nấu cháo hoặc là roti, hoặc là chỉ cần nấu 2 con thôi là mọi người đã đủ ăn uống rồi. Và mình nuôi tầm khoảng số lượng vài cặp thì mình có thể mang biếu này, biếu họ hàng, biếu anh em, hoặc là thậm chí cả biếu sếp nữa, thì rất là ok.
Ở trại mình nhá, thì mình cũng chia sẻ với mọi người đó là ở trại mình thì dòng chim bồ câu mình có đó là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này là nhiều nhất, và số lượng bán đi cũng nhiều nhất. Thứ hai là chim bồ câu gà Mỹ thì rất là đẹp, rất là ok nuôi phong thủy. Cái thứ ba là bồ câu thổi kèn nuôi làm cảnh, và bồ câu xòe nuôi để lấy may mắn. Thì ở trại mình có những dòng chim bồ câu đó, và hàng của mình là hàng chuẩn, không xài hàng lai, nên là được rất nhiều anh em thích. Và anh em nào mà muốn chơi hàng mà chuẩn á thì cứ kết nối với mình Zalo này, YouTube này, Facebook này, website này. À, hiện tại thì mình có làm một website đó là nông dân làm giàu luôn. Mình làm trên đó để mọi người thứ nhất là xem thông tin này, đọc báo trên đó luôn, xem video luôn. À, nông dân làm giàu .vn mọi người nhé. À, nông dân làm giàu.com. Thì mọi người có thể lên kênh nông search từ khóa nông dân làm giàu.com. Đó là website chính thức và duy nhất của kênh nông dân làm giàu mình nhé. Ngoài ra kênh nông dân làm giàu của mình không còn website nào khác. Và trên YouTube thì cũng là nông dân làm giàu này. Fanpage cũng là nông dân làm giàu này, Zalo cũng là nông dân làm giàu này. Và số điện thoại của mình là 0961142323 đó. Hầu như là tất cả anh em đều biết rồi. Nếu mà anh em nào mà xem video của mình thì anh em đều biết số điện thoại của mình. Thì anh em nào mà có nhu cầu kết nối với mình, mua chim của mình, hoặc là không cần mua chim của mình luôn, muốn hỏi kinh nghiệm thì cứ alo mình, nhắn tin mình qua Zalo cho khỏi tốn tiền. Và anh em nào mà cần đọc thêm tin tức về hoặc là về nuôi chim bồ câu thì lên website search nông dân làm giàu.com để biết thêm những cái thông tin của mình hoặc là những cái chương trình khuyến mãi của mình đó. Thì video giới thiệu chim bồ câu gà Mỹ của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây. Thì anh em nào mà muốn những cái nội dung gì anh em có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ làm video để anh em nắm thêm. Và những anh em nào mà cảm thấy thích thú và hứng thú á, hoặc là cảm thấy video của mình hữu ích á, thì cho mình một like nhé, hoặc là comment ở bên dưới. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.